Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay Thế xin chia sẻ với các anh chị về bài học đầu tiên trong khóa học chứng khoán cơ bản cho người mới từ A đến Z. Bài học số 1 đó là chứng khoán là gì? Về khái niệm chứng khoán là gì? Chứng khoán là loại tài sản tài chính xác nhận quyền sở hữu đó với tài sản hay phần vốn góp của công ty hoặc tổ chức phát hành. Các loại chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm chứng khoán vốn, trái phiếu, chứng khoán phái sinh. Các thị trường giao dịch bao gồm thị trường tập trung và thị trường phi tập trung. Các loại chứng khoán ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta thấy rằng đầu tiên và phổ biến nhất đó là chứng khoán vốn. Chứng khoán vốn là gì? Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ xác nhận phần vốn góp của người mua, tức là đang là chủ sở hữu của một phần doanh nghiệp hay là một phần trong các quỹ ủy thác. Đặc điểm của chứng khoán vốn là sẽ được chia lợi nhuận tương ứng với lợi nhuận của công ty hoặc là quỹ. Ví dụ, công ty thép Hoa Sen muốn mở rộng và phát triển kinh doanh nên đã niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh, HOSE và phát hành cổ phiếu, mã cổ phiếu là HSG. Người mua cổ phiếu HSG được gọi là cổ đông, sở hữu một phần của công ty. Khi công ty làm ăn có lợi nhuận, cổ đông được chia lợi nhuận bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ cổ phần đã nắm giữ. Trái phiếu. Khái niệm trái phiếu là gì? Trái phiếu là giấy xác nhận nợ có nợ của người mua của doanh nghiệp hoặc của chính phủ nếu là phát hành trái phiếu chính phủ. Thường người mua trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất cố định và đến hết kỳ hạn sẽ được nhận một phần vốn gốc. Ví dụ, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, mã cổ phiếu KBC, muốn mở rộng và phát triển kinh doanh nhưng không muốn phát hành cổ phiếu để tránh cái việc pha loãng cái tỷ lệ sở hữu của công ty, nên công ty đã quyết định phát hành trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất 10% trong vòng 3 năm. Người mua trái phiếu KBC được gọi là trái chủ, nhận lãi suất hàng năm 10% từ vốn gốc ban đầu và sau năm thứ 3 sẽ nhận lại phần vốn gốc mà đã mua trái phiếu. Chứng khoán phái sinh. Chứng khoán phái sinh như là chứng quyền, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là loại chứng khoán mà giá của nó sẽ phụ thuộc vào giá trị của một loại tài sản cơ sở khác như là chỉ số VN Index cổ phiếu, tăng giảm hàng hóa, vàng, dầu, kim loại hay là lãi suất. Chứng khoán phái sinh thường có kỳ hạn và sẽ hết hạn, hết giá trị khi mà hết hạn. Đặc điểm này khác hoàn toàn với cổ phiếu. Các thị trường giao dịch chứng khoán bao gồm thị trường tập trung và thị trường phi tập trung. Vậy thị trường tập trung là gì? Là thị trường chứng khoán có thể giao dịch tập trung nếu chứng khoán đó được niêm yết trên các sàn chứng khoán. Có nhiều cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền đang được niêm yết trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội. Các loại chứng khoán này có thể được mua bán rất dễ dàng thông qua hệ thống đặt lệnh của các công ty chứng khoán do tính minh bạch và giao dịch dễ dàng mà đông đảo các nhà đầu tư có thể kết nối với nhau. Ví dụ như các cổ phiếu AAA, HTG, Vinamilk, Mansan, BVH, Vietcombank là những cổ phiếu đang được niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh. Còn thị trường phi tập trung là gì? Chứng khoán có thể mua bán trên thị trường phi tập trung chủ yếu là của các công ty cổ phần chưa đăng ký giao dịch và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Không qua trung gian là các sở giao dịch Hồ Chí Minh hay là Hà Nội mà họ trực tiếp liên lạc với nhau qua các nhà môi giới đại diện. Thị trường mà chứng khoán giao dịch không qua sàn thường được gọi là thị trường OTC, Over the Counter, thị trường phi tập trung. Nhược điểm của thị trường phi tập trung đó là khả năng giao dịch thấp, tốn thời gian cho bên mua và bên bán tìm lấy nhau và gặp nhau để giao dịch. Phí giao dịch cao, độ an toàn thấp và phải xác thực thông tin từ đối tác bên mua và bên bán. Phân biệt và sự khác nhau giữa thị trường tập trung và phi tập trung. Đối với thị trường tập trung có trung tâm giao dịch cụ thể, còn thị trường phi tập trung không có trung tâm giao dịch cụ thể. Thị trường tập trung, cơ chế đấu giá tập trung, còn thị trường phi tập trung đó là thương lượng, thỏa thuận giá. Đối với thị trường tập trung thì là chỉ có một mức giá đối với một chứng khoán ở một thời điểm nhất định, và điều này khác với thị trường phi tập trung đó là có nhiều mức giá đối với một chứng khoán ở một thời điểm. Giao dịch chứng khoán đã được niêm yết đối với thị trường tập trung, còn thị trường phi tập trung đó là giao dịch chứng khoán đã niêm yết và chứng khoán không niêm yết. Đối với thị trường tập trung thì các tổ chức quản lý
trực tiếp là sở giao dịch, còn thị trường phi tập trung tổ chức quản lý trực tiếp có thể là sở giao dịch với các cổ phiếu đã có mã lưu ký hoặc công ty phát hành với cổ phiếu có mã chưa lưu ký. Đối với thị trường tập trung thanh toán theo cơ chế bù trừ đa phương, còn thị trường phi tập trung thanh toán linh hoạt và đa dạng. Thị trường tập trung thanh khoản ở mức cao, còn đối với thị trường phi tập trung thì thanh khoản ở mức thấp. Thế đã chia sẻ với các anh chị về bài 1 chứng khoán là gì. Đây là bài đầu tiên trong khóa học cơ bản về chứng khoán từ A đến Z. Và khi các anh chị hiểu được khái niệm chứng khoán là gì, các loại chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam và các thị trường giao dịch, để các anh chị nắm rõ hơn lý thuyết về chứng khoán và từ đó các anh chị có thể đầu tư một cách an tâm và dễ dàng hơn. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại các anh chị trong những bài học tiếp theo.